Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với Susu TV. Tiếp tục trong video hôm nay, Susu xin được phép cập nhật thêm những tin tức mới để ông bà cô chú chúng ta cùng biết nhé. Mới đây thì quản lý Diễm Phạm có chia sẻ một cái thông tin khá đặc biệt trên trang fanpage như sau, là nội dung Diễm Phạm đang đi tìm mặt bằng ở tại quận Gò Vấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh nhé mọi người. Và sau khi fan hâm mộ biết được thông tin này thì có rất nhiều bình luận để lại dưới bài đăng của Diễm Phạm như sau. Nhiều người có chia sẻ các địa điểm đang cần cho thuê, cũng như Diễm Phạm có thêm một dòng bình luận: bà con nào thấy đường đông dân cư mà gần chùa thì cho em thông tin nha. Phải nói có rất nhiều bình luận để lại, nhiều fan hâm mộ quan tâm dữ lắm. Và có người hỏi là không biết có phải quản lý Diễm Phạm tiếp tục mở Buddha Chai hay không? Và câu trả lời của Diễm Phạm đó chính là một từ yes nha mọi người. Vậy là chắc chắn quản lý Diễm Phạm sẽ mở thêm một chi nhánh của Buddha Chai ở tại quận Gò Vấp. Và nhiều người đã đưa ra ý kiến nhiều nơi cho Diễm Phạm và có rất nhiều bình luận để lại đều cầu chúc cho con đường phía trước của Diễm Phạm thành công. Chúc Diễm của nhà Phi Nhung thành công nhiều nhé. Phi Nhung đã có một hậu duệ tuyệt vời, thay Phi Nhung làm rất tốt. Và theo mình thấy, fan hâm mộ rất quan tâm đến thông tin này. Và đặc biệt, nhiều fan hâm mộ gợi ý cho Diễm Phạm ở rất nhiều nơi. Và thậm chí fan hâm mộ mong muốn Buddha Chai có mặt ở khắp ba miền của Tổ quốc Việt Nam, thậm chí mở càng nhiều càng tốt, mọi người sẽ đến ủng hộ. Hiện tại thì hai quán Buddha Chai dưới sự quản lý của Diễm Phạm đang phát triển rất là tốt và liên tục cập nhật nhiều món ăn mới trên trang fanpage của nhà hàng đó mọi người. Nếu mọi người có quan tâm thì hãy một lần ghé đến thử các thức ăn ở tại hai quán Buddha Chai này nhé. Và mọi người, nhất là fan hâm mộ ở xa, đều mong muốn khi có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh đều có thể ghé đến quán. Ngoài việc thưởng thức các món chay thì có thể chụp hình lưu niệm với những di ảnh của chị ở tại nơi này. Kế tiếp trở lại với thông tin của ca sĩ Mạnh Quỳnh, thì như theo những thông tin đã đưa trước đó thì đêm qua tối ngày 21 tháng 10, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có một buổi show ở tại phòng trà Đồng Dao hết sức là ấm cúng và đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Trong chương trình này, Mạnh Quỳnh đã đơn ca rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương và Thanh Sơn. Và thật đặc biệt, anh Mạnh Quỳnh cũng có chia sẻ tâm sự rất là nhiều điều. Sau đây, xin mời mọi người nghe một số tâm sự của anh trong đêm nhạc này nhé. Chương lời lẽ cũng như cái giai điệu rất là khó hát, tự nhiên nó có mang chất bổ cung trong đó, nó cũng tiêu lưỡng lái. Và khi mình ngồi mình hát ở trong cái phòng thu, mình hát rất là hay. Nhưng mà khi mình hát live sân khấu, những cái nốt thắt nó cao á, là mình lưỡng lái đôi khi nó không có được đồng vị mà trong cái bản. Nhưng mà mình Quỳnh sẽ cố gắng hát cho mình nghe những cái giai điệu thật là đúng chất của nhạc sĩ Trúc Phương. Hãy cho mình nghe những bài hát nó rất là rây rứt vân vị. Nghe được không? Mình vừa chuẩn bị quen giấc ngủ thì lại thứ năm này là bay về Mỹ rồi, cho nên chắc về bển là bị mất tái giờ nữa. Cứ biết là thường thường về Việt Nam thì mình về phải tốn 4-5 ngày, mình phải lấy lại chiếc ngủ bình thường của mình cho nó phù hợp với lại giờ ở Việt Nam. Và sau khi thì sau đó lúc mà lấy được buổi giờ mình ngủ ngon và bắt đầu giọng mình khỏe hơn thì lúc đó là phải bay về Mỹ rồi. Nên quý vị thấy là lịch trình mình Quỳnh bay xuống rất là nhiều. Và đặc biệt là lần này mặc dù về 2 tuần nhưng mà Quỳnh chỉ nói với lại những ý kiến của Quỳnh là những cái show mà Quỳnh thích rất thích. Tại vì Quỳnh muốn là hát một ngày rồi xong mình nghỉ 1-2 ngày sau đó mình hát tiếp, chứ không thôi hát liên tục. Thì những cái thời mà còn về đây hát nhạc chung với Phi Nhung thì cứ biết là Phi Nhung là cày, tuy nhiên là cũng thứ dữ luôn. Và hát là đi hát từ một người đi theo, một người không có bị nghiệp với lại cô nàng đâu, đi kinh hoàng lắm. Cho nên
còn thời xưa và những dòng hát nó không còn được cái mạnh mẽ nữa, cho nên mọi người rất là kỹ và hát, mặc dù những cái chương trình như thế này hát một mình rất là nhiều bài, cũng tiết chế lại cái dòng hát của mình, không có bung ra như ngày xưa nữa. Tại vì nếu mà hát 3-4 bài đầu mà bung hết thì 10 bài là đứt chết à, cho nên phải cố gắng thì cái đó nghĩ sao nói vậy người ơi nha. Ok, mình có hết 3 bài rồi nè, trong tầm mắt đời rồi nè, thói đời đêm tâm sự, bây giờ có một bài nữa. Bài này thì hồi xưa mình có hát tên mỗi giờ riêng, mà bây giờ đêm nay hát nhà thôi. Bài hát được mang tên Con đường mang tên em, quý vị cùng lắng nghe sau đây. Đó là những lời mà ca sĩ Mạnh Quỳnh đã tâm sự trong đêm nhạc tối ngày 21 tháng 10 vừa qua nha mọi người. Thêm một lần nữa thì anh đã nhắc đến những kỷ niệm lúc đi hát cùng với ca sĩ Phi Nhung. Trước đó thì ở tại đêm nhạc, ở tại phòng trà Đồng Dao thì khán thính giả cũng thêm một lần nữa rất là xúc động khi nghe anh hát bài hát Lúc Sinh Thời. Là một kỷ niệm cực kỳ đẹp với chị. Đó chính là bài Thiệp Hồng, anh viết tên em. Và anh cũng có chia sẻ là bài này khi đi diễn ở Mỹ thì Mạnh Quỳnh đã hát rất nhiều lần và quý vị cũng đã xem rồi. Nhưng mỗi khi mà Mạnh Quỳnh đến những nơi có nhiều kỷ niệm thì Mạnh Quỳnh sẽ luôn hát bài này để tặng tất cả quý vị, để chúng ta có thể nhớ lại một kỷ niệm nào đó mà chúng ta vẫn còn mang nặng trong tim, không bao giờ quên được. Bài hát được mang tên Thiệp Hồng, anh viết tên em. Đó chính là bài hát anh đã hát tại phòng trà. Và trong đêm nhạc đó, mọi người cũng thêm một lần nữa rất là bồi hồi, xúc động. Vậy là qua những lời tâm sự của anh thì chúng ta biết được những kỷ niệm của anh với chị Hai có rất là nhiều. Và chúng ta thấy chắc một điều là chị Hai vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Dù đã hơn 2 năm, nhưng hình ảnh của chị chắc chắn vẫn hằn sâu trong trái tim của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Và đêm nhạc hôm qua, ngày 21 tháng 10 của anh Mạnh Quỳnh cũng đã thành công tốt đẹp. Và sau khi hát xong thì anh đã nán lại để chụp hình với người hâm mộ, và có rất đông fan hâm mộ đều đứng chờ ở ngoài sảnh trước poster của đêm nhạc này. Ai nấy cũng cười thật tươi và những lẵng hoa, những bó hoa thắm đượm nghĩa tình đã dành tặng cho anh sau đêm diễn. Video chia sẻ tin tức của mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú anh chị hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp Susu TV với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.